Năm ngoái mình gặp bạn em Diên có nói đến bên em rồi.
cái này học chưa? Học rồi. Điều gì nữa? Còn gì nữa? Các bạn sẽ đang làm xét nghiệm. T3, T4, TH là cái gì á? Không được tính giác. Cái này xét nghiệm miễn dịch ha. Gì nữa? Mỡ máu. Cholesterol. Về tình hiệu cái này ha. Cái này là xét nghiệm và xin về gì nữa? Acid uric. Học chưa? Rồi. Năm ngoái học hết rồi. Nói chung là năm ngoái đã trang bị cho các bạn tất cả những cái xét nghiệm này rồi. Gì nữa? Còn gì đâu? Nước tiểu. Nước tiểu học chưa? Rồi. Lâu quá hả? Mới có 1 năm lâu quá. Đến năm thứ 6 thì qua lâu. Rồi còn gì nữa không? Troponin. Gì nữa? Albumin. Albumin học chưa nhỉ? Nói chung học hết rồi. Thì năm ngoái hóa sinh đã trang bị cho các bạn hầu hết tất cả các xét nghiệm cơ bản hơn. Đó là những xét nghiệm cơ bản thì liên quan đến hai cơ quan gan và thận. Các bạn học hết rồi ha. Thì bây giờ chúng ta cùng nói sơ sơ lại về cái đó một chút xíu ha. Cái gì các bạn học rồi không nói lại nữa, coi như các bạn biết rồi ha. Mà biết rồi thì phải nhớ ha. Quên về xem lại, được quyền xem lại mà. Học đi. Về đó thì về mới hỏi, về hỏi với em, à, hỏi với em cái gì đó. Mình học là mình có quyền xem lại. Sau này các bạn có đi làm hay thì mình cái gì mình biết mình có quyền nhập sách. Do ai cấm? Đúng không? Không biết làm vậy thì mới sợ, chứ không biết mà nhập sách xong rồi mình làm đúng là được. Có gì đâu. Thì đối với cái bài này ha, chúng ta sẽ có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta phải biết một số xét nghiệm về acid amin. Thứ hai là một số xét nghiệm về protein. Acid amin thì chúng ta hơi ít gặp, tại vì trên thực tế chúng ta chả thấy cái xét nghiệm nào liên quan đến acid amin, bởi vì nó không liên quan đến lâm sàng ta, các bệnh lý lâm sàng mấy ha. Đa số chúng ta sẽ thường gặp protein hơn, nhưng mà chúng ta cũng nên biết về acid amin một chút xíu. Thì khi nói về các xét nghiệm acid amin, các xét nghiệm về protein, thì đương nhiên trước đó các bạn phải biết acid amin là gì ha, protein là gì ha. Quá trình chuyển hóa của acid amin của protein trong cơ thể chúng ta như thế nào, cái này học chưa? Rồi dạ. Quên về xếp sách nha. Sách trên thư viện nhiều mà cho các em rồi thì mình lên thư viện. Những cái này học hết rồi ha, cho nên không nhắc lại, coi như các bạn biết hết rồi. Có cái gì không biết đâu trong những cái này, có cái gì mà các bạn không hiểu không, cho thời gian một phút đọc, cái gì không hiểu hỏi, còn hiểu hết rồi coi như biết rồi. Mình ghi lớn rồi mà, ghi ba ghi lớn rồi. Ừ. Lớn rồi nha. Nhỏ trong lâm sàng thôi, còn trong cận lâm sàng là thành y lớn rồi á. Một y hai nữa là y nhỏ. Năm ngoái mình biết sơ sơ là được ha. Năm nay mình học thì học sinh như vậy rồi học. Chứ học đúng không? Phải học, bắt đầu học đúng không ạ? Coi như đã học rồi. Mình đang học mà ha, học sinh như vậy là phải giải thích được cơ chế rồi ha. Ví dụ năm ngoái cô cũng có nói là chỉ yêu cầu các bạn biết về nguyên tắc biện luận nó xuất hiện trong bệnh lý gì, và không yêu cầu giải thích bạn nào giải thích trường điểm, đúng không ạ? Nhưng mà năm nay khi nói các bạn đi học với trình độ các bạn học sinh như vậy rồi thì ví dụ vì sao phù, vì sao trong trường hợp sinh ra thì ăn nguyên giảm thì các bạn phải giải thích được cơ chế. Về cái quá trình chuyển hóa của acid amin thì chúng ta biết là cơ thể ta nó có hai nguồn acid amin nội sinh và ngoại sinh ha. Ngoại sinh là sao nhỉ? Từ bên ngoài là ăn uống ha. Còn nội sinh
là cho cơ thể chúng ta từng có ha, từng tổng hợp rồi, hoặc là các peptide ha, là sản phẩm thủy phân dưỡng da của protein ha. Thì dù một nội sinh hay ngoại sinh thì khi vào cơ thể chúng ta nó đều được chuyển hóa ha, tận cùng thành acid amin. Sau đó từ acid amin nó sẽ tiếp tục thoái hóa theo con đường của acid amin. Thì chúng ta có hai con đường nó thoái học rồi nha, thủ amin và thủ carboxin ha. Và cái sản phẩm cuối cùng ra là gì ha? Sau khi loại amin và sau khi loại carboxin thì cái sản phẩm cuối cùng ra là gì? Là gì ạ? NH3 ha, và acid alpha cetonic. Dạ. Như vậy thì NH3 nó là chất độc ha, cho nên nó sẽ tiếp tục đi vào con đường chuyển hóa tiếp theo để tạo thành ure. À, cái này phải nhớ, cái này kiến thức cơ bản ha. Rồi còn acid alpha cetonic thì nó có con đường chuyển hóa riêng ha, và đa số thì nó sẽ tạo thành CO2 nước và năng lượng nhá, hoặc là tái tổng hợp với oxit lipid. Như vậy thì những cái này biết hết rồi ha, chúng ta chỉ quan tâm đến những cái xét nghiệm liên quan đến các sản phẩm này, ví dụ như là các xét nghiệm liên quan đến NH3, các xét nghiệm liên quan đến ure chẳng hạn. Rồi đầu tiên là các xét nghiệm về acid amin. Thì nói đến xét nghiệm acid amin là chúng ta nói đến xét nghiệm về gì đấy? Xét nghiệm acid amin là xét nghiệm gì ạ? Chúng ta đi định lượng, chúng ta đi định danh các acid amin trong máu của ta ha, để xác định được bệnh lý nào đó ha. Và trong máu của ta thì có bao nhiêu acid amin? 20, cho từng đó thôi. Như vậy thì cái quá trình chuyển hóa của acid amin ha, acid amin ăn vào ha, chuyển hóa, đào thải ha, thì cái vòng đơn chuyển của nó thì một ngày có khoảng 400 gram acid amin nó được đơn chuyển như vậy ha. Thì cái tổng lượng acid amin tự do trong cơ thể chúng ta 3/4 nó sẽ được tái sử dụng để tổng hợp protein mới, 1/4 nó sẽ thoái hóa đến tận cùng, là cái quá trình thoái hóa mà chúng ta đã học đấy ha, để tạo thành NH3, tạo thành ure ha, tạo thành CO2 nước và năng lượng. Như vậy thì người ta thấy là protein của tế bào nó luôn luôn đổi mới ha, và cái quá trình thoái hóa của protein trong tế bào thì nhờ enzyme đặc hiệu có tên là cathepsin, đặt A, đặt B, đặt C ha, trong lysosome của tế bào. Như vậy thì chúng ta thấy là cái quá trình phân hủy của acid amin ha, tại vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ăn vào chúng ta đâu có ăn acid amin đâu, phải chúng ta ăn gì ạ? Protein. Như vậy muốn để có acid amin thì nó phải trải qua quá trình thủy phân, đúng không ạ? Thủy phân nhờ gì ạ? Từ protein mà muốn thành acid amin thì nó phải làm sao nó mới thành acid amin được? Nó phải được đúng rồi, nó phải được thủy phân thành các loại enzyme đặc hiệu ha. Ví dụ enzyme đặc hiệu của cái đầu carboxin ha, hoặc là đầu amino, hoặc là giữa hai acid amin liên kết với nhau đó, nó đang liên kết bằng liên kết peptide, thì nó phải có enzyme đặc hiệu là liên kết với peptide. Nói chung là nó phải có enzyme đặc hiệu ha. Rồi như vậy thì gan và một số cơ quan sử dụng acid amin để tổng hợp protein ha. Gan và thận đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa acid amin, thì cái này học rồi ha, cái này chúng ta không biết học nữa. Acid amin trong máu được lọc qua màng lọc và phá hấp thu lại nhờ hệ thống vận chuyển ra ngoài. Thì cái cơ chế tái hấp thu acid amin ở ống thận thì nó theo cơ chế vận chuyển thứ khác ha. Chúng ta có bốn hệ thống vận chuyển acid amin đặc trưng cho bốn nhóm ha. Tùy theo acid amin chúng ta nó là loại gì thì nó sẽ có các hệ thống vận chuyển khác nhau. Một số acid amin thì nó có thể vận chuyển bằng hai hệ thống, gọi là hệ thống đặc biệt cao và hệ thống đặc biệt thấp. Một số acid amin thì nó không được tái hấp thu ở cầu thận và nó sẽ được đào thải sau khi lọc ở cầu thận, ví dụ như là glutathione hay là homocysteine. Trong nước tiểu của người trưởng thành ha, thì cái phân đoạn glycine là chủ yếu ha.
cái đấy là alanin, có nghĩa là trong cái tiểu gan nó sẽ có các loại axit amin, nhưng mà cái số lượng các axit amin này nó không giống nhau, nó có cái nhiều cái ít tùy theo. Thì khi mà chúng ta xét nghiệm axit amin nhiều ha, thì nó sẽ có những cái bất thường trong một số bệnh lý, thì chúng ta sẽ có một cái hội chứng gọi là hội chứng axit amin nhiều. Thì cái hội chứng axit amin nhiều này nó xuất hiện là cái axit amin nó xuất hiện trong nước tiểu khi mà cái nồng độ của nó quá cao, vượt quá ngưỡng tối thiểu của bạn nó trong nước tiểu, nó gọi là hội chứng axit amin nhiều. Hoặc là axit amin nó xuất hiện khi nồng độ axit amin bình thường, nhưng mà cái cơ chế vận chuyển của chúng ta nói đến là tùy theo axit amin nó sẽ có những cái cơ chế vận chuyển khác nhau ha. Thì cái cơ cái hệ thống vận chuyển nó có vấn đề, nó trục trặc, thì cái hàm lượng axit amin nó không được vận chuyển, nó không được vận chuyển thì nó sẽ xuất hiện được nồng độ tiểu. Hoặc là bẩm sinh có nhiều nguyên nhân. Thì đối với hội chứng axit amin niệu chúng ta có hai loại, đó là tim phát và tim phát. Nếu mà tim phát thường là do bệnh lý bẩm sinh di truyền từ người trên, còn nếu mà tim phát thường là sau bệnh lý ở gan hoặc bẩm sinh di truyền. Người ta thấy như vậy. Để xét nghiệm các axit amin thì chúng ta có nhiều phương pháp ha. Thì đối với để xét nghiệm sàng lọc, ví dụ như là các bạn có nghe nói đến sàng lọc trước sau sơ sinh á, trẻ em sinh ra bây giờ chúng ta hay tầm soát sau sinh ha, thì chúng ta thường đi danh một số cái axit amin, chúng ta tìm ra thử là trong cái gen có nguồn biến axit amin mà có hay không, có liên quan đến các bệnh lý di truyền bẩm sinh hay không ha. Thì chúng ta có các phương pháp ví dụ như là sắc ký nước mọc hoặc là test lên bằng nước tiểu hoặc là test sinh hút ha. Còn định lượng các axit amin thì chúng ta sẽ có phương pháp ví dụ sắc ký lỏng tăng cao hoặc là sắc ký trao đổi ion, hoặc là chúng ta định danh axit amin có nghĩa là chúng ta xem ở trong cái mẫu dung dịch đó của ta có những loại axit amin nào ha. Thì thường là chúng ta hay làm phương pháp sắc ký điện di, điện di để cho các axit amin chạy, bởi vì các bạn biết là axit amin ta là một ion mang điện ha, nó có thể mang điện dương, điện âm hoặc là trung tính, trung hòa điện. Cái này học chưa nhỉ? Ừ, học rồi nha. Thì tùy theo mỗi một axit amin nó sẽ có một cái pH đặc trưng riêng cho nó ha. Và trong cái môi trường pH đó thì nó sẽ hoạt động tốt nhất. Như vậy thì tùy theo cái môi trường pH thì mỗi axit amin nó sẽ có sự di chuyển khác nhau. Thì người ta dựa vào sự di chuyển của các axit amin như vậy thì người ta sẽ xác định xem được đó là axit amin nào trong cái dung dịch ta gồm các loại nào thì nó có phát điện di. Thì đối với cái xét nghiệm axit amin, chúng ta có một bệnh lý hay gặp ha, một mặt đó là bệnh lý phenin xê công nghiệp. Thì phenin alanin nó là tiền chất của tyrosine, dopamine ha, epinephrine, norepinephrine ha, và melanin. Đây là một biến chất lại trên gen PKO2 của một chất tẩy sống hiện tại. Thì khi mà cái phenylalanine nó tham gia vào quá trình chuyển hóa thì nó sẽ chuyển hóa thành tyrosine nhờ enzyme phenylalanine hydrolase. À, khi mà thiếu cái men này thì nó sẽ làm cái quá trình chuyển hóa từ phenylalanine thành tyrosine nó bị ngăn cản, nó không có thực hiện được. À, như vậy thì nó sẽ dẫn đến tích tụ phenylalanine trong máu. Khi nồng độ phenylalanine trong máu tăng cao nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. À, thì đây là một cái bệnh lý bẩm sinh mà người ta tầm soát sau sinh. Thì đối với các bệnh lý này thì chúng các xét nghiệm axit amin thì chúng ta không có làm, cho nên cũng không yêu cầu các bạn là phải biết cách làm làm sao, chỉ cần các bạn biết là khi xét nghiệm các axit amin ha, trong bệnh lý phenin xê công nghiệp, bệnh lý phenin xê công nghiệp ha, thì các bạn phải biết là phenin alanin nó là cái gì. Dạ, yêu cầu các bạn biết phenin alanin nó là cái gì. Cái thứ hai, đây là bệnh lý di truyền do cái gì, biết đột biến trên gen nào ha, của nhiễm sắc thể nào ha. Và cái thứ ba là cái chức năng ha, cái hoạt động của phenin alanin thành tyrosine là nó có sự tham gia của enzyme nào ha, có nghĩa là cơ chế làm tích tụ phenin alanin ha. Thì các bạn phải biết, thì yêu cầu đối với cái bệnh lý này các bạn chỉ cần nhớ ba cái đó thôi, được không ạ? Nhớ được không? Phenylalanine là gì? Đúng ạ. Cái thứ hai, đây là bệnh lý di truyền.
đồng đến gen nào và gen nhiễm sắc thể nào, nhớ được không? Quá đơn giản. Rồi các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa từ phenylalanine thành tyrosine là gì, được không ạ? Còn cái phương pháp thì không cần các bạn nhớ mà. Đối với điều trị bệnh lý này, chúng ta có thể dùng thuốc chế độ ăn hoặc là dùng phương pháp thành nghiệm phát trên. Ta cũng không cần quan tâm tại bây giờ về những bệnh sinh di truyền, ta cảm thấy ta cũng không có điều trị gì cái biến lớn mà từ trên. Thì đây là một cái ví dụ về cái điện di ha, protein, acid amin và các sắc ví, có nghĩa là người ta cho một cái dung dịch gồm nhiều acid amin, sau đó thì ta tạo một cái môi trường pH nhất định nào đó ha. Thì các acid amin nó sẽ chạy do các tiết niệm khác nhau mà, có loại tiết niệm âm, có loại tiết niệm dương, có loại trung hòa của niệm, thì có cái nó sẽ chạy về âm của niệm trường, có cái nó chạy về dương của niệm trường. Thì người ta dựa vào nó chạy như thế nào ha, thì người ta sẽ điện nhanh được một số acid amin trong cái dung dịch đó. Thì cái này gọi là phương pháp sắc ví điện di acid amin. Thì đối với acid, các xét nghiệm acid amin thì chỉ yêu cầu các bạn nhớ được một bệnh lý thôi, đó là gì? Bệnh lý gì ạ? Ừ, phenylalanine công nghiệp. Đối với protein, các xét nghiệm protein như vậy thì trong cơ thể chúng ta những cái xét nghiệm là một cái xét nghiệm liên quan đến protein, những cái chất nằm trong máu mà thành phần cấu tạo của nó liên quan đến protein, chúng ta biết gì? Enzyme, rồi gì nữa? Thì nữa cái yếu tố trong máu cụ thể nó phải yếu tố nào cũng có cung cấp từ protein, ví dụ miễn dịch yếu tố trong máu fibrin như thế nhiều lắm. Có những cái chất là trong máu ha, thành phần là trong máu và nó có nguồn gốc từ protein, nó có cấu tạo là các acid amin mà các bạn biết. Có gì nữa? Ví dụ như là gì? Trong máu mình có cái gì? Nó có nguồn gốc từ kháng thể có cả được acid amin đâu. Ừ, đó, cái này học chưa nhở? Miễn dịch học chưa? Chắc chắn học rồi. Kháng thể cũng không xa lạ gì với các bạn nghe hàng ngày nhờ, đặc biệt là trong cái đợt Covid này. Rồi kháng thể là gì nữa ạ? Bộ thể có không? Cái đó nó đi bộ luôn ý. Bao nhiêu kháng thể, bao nhiêu bộ thể, còn nhớ không? Hay học xong rồi lại quên hết rồi. À, thì chúng ta sẽ đi một số cái xét nghiệm của protein ha. Thì về phân loại của protein, chúng ta có nhiều loại của protein tùy theo người ta phân loại là gì ha. Thì năm ngoái chúng ta học đó, thì chúng ta có chia phân loại protein là protein gì với protein gì. Không nhớ gì luôn hả? Chia theo cấu trúc thì chúng ta có protein thuần, thành phần hóa học thôi, thì có protein thuần và protein tạo. Hoặc là dựa vào tỷ trọng thì người ta có
chia ra là chi không như Chrome. Các bạn có nghe nói đến không? Nó là gì đó? Ừ, nó là gì của gì? Sơ gan. Nó như thế nào thì sơ gan? Tỷ
số ai trên đây nó như thế nào thì liên quan đến các bệnh lý ở nhà. Ừ, nhỏ đấy, chúng ta áp dụng cái lâm sàng ra vào ha. Hoặc là các bạn biết gì các bạn cứ nói sai thì ta sửa ha, để chúng ta nhớ. Mà sinh lâm sàng mà nói về các bệnh lý lâm sàng ha. Nguyên tắc tìm nguyên tắc định lượng protein trong máu là gì, năm ngoái học rồi. Nguyên tắc định lượng protein, cái này có thi mà. Có ai phải học lại hóa sinh không? Nhóm các ai học lại hóa sinh không? Có ai phải đi học lại hay là qua hết rồi? Qua hết rồi là phải thuộc cái này đúng không ạ? Nguyên tắc định lượng protein trong máu, và nhớ là nó tác dụng cái gì. Thế cái này kiến thức cũ nhưng mà nó liên quan đến lâm sàng nên các bạn phải nhớ nha. Các bạn nào không nhớ về xem lại ha. Protein toàn phần trong máu tác dụng với nhịp đồng 2 cộng trong môi trường kìm ha, tạo thành chất hóa học tính. Đồng đồng máu nó sẽ tỷ lệ với hàm lượng protein có trong dịch, câu này các em quen. Như vậy thì khi protein toàn phần tăng giảm thì nó sẽ xuất hiện trong trường hợp nào? Ví dụ protein toàn phần tăng thì sẽ là trong trường hợp nào? Các trường hợp cô đọc nó, nhưng mà người ta không nói cô đọc nó là từ mà chúng ta hay nói thôi. Người ta gọi là giảm thể tích tuần hoàn. Có nhiều nguyên nhân gây giảm thể tích tuần hoàn, ví dụ như là phải liệt kê ra nha. Năm nay là khác năm ngoái rồi, đúng không? Năm ngoái đi tù lông tù la có thể chấp nhận, nhưng mà năm nay đi tù lông tù la là trừ điểm. Vì học đội, vì học sinh lý bệnh rồi mà. Rồi trường hợp nào nữa ạ? Khi giảm thì protein giảm trong trường hợp nào? Hả? Ờ, hoặc chứng thận hư gì nữa? Suy gan. Như vậy năm ngoái ta học có mấy nhóm nguyên nhân ạ? Có 4 nhóm nguyên nhân: do giảm cung cấp, do mất đi, do giảm tổng hợp, do các bệnh lý nhiễm khuẩn. Được chưa? Do hiệu quả tổ chức ha. Thì trong cái từng nhóm nó sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau, đúng không? Giống như các bạn kể được nguyên nhân do mất đi là do hội chứng thận hư chẳng hạn ha. Suy gan là trong cái nhóm mà giảm tổng hợp chẳng hạn ha. Rồi suy dinh dưỡng trong cái nhóm giảm cung cấp. Đây về xem lại hết nha, coi như biết rồi ha. Mà học rồi, thật sự là học rồi luôn ấy, có mấy cái thôi ha. Để bây giờ chúng ta có thêm một số cái mới cập nhật thêm. Năm ngoái chỉ cần biết từng nhóm thôi, năm nay y lớn hơn rồi, biết thêm một số cái nữa để lần mai các em nó hỏi á, mình còn biết mình trả lời ha. Đấy ạ, thì yêu cầu là đối với các xét nghiệm ha, khi mà nó thay đổi trong bệnh lý nào thì yêu cầu các bạn phải nhớ giống như năm ngoái vậy đó. Phần biện luận là phần của bác sĩ mình, cho nên không cần các bạn quan tâm đến phần kỹ thuật ha, hay là tiến hành như thế nào, nhưng cái phần nguyên tắc và phần biện luận các bạn phải nhớ. Được chưa? Đây là nguyên tắc bác sĩ bất dịch ha, bởi vì bác sĩ mình là phải biện luận ha. Khi chúng ta có một cái kết quả của nó thì chúng ta phải biết nhận định, hoặc là trước một bệnh nhân nào đó chúng ta hiểu đến bệnh lý nào, chúng ta phải ra cái xét nghiệm đó. Thì các bạn phải biết là xét nghiệm đó nằm trong bệnh lý nào chúng ta có thể phát hiện được. Thì đây là một số nguyên nhân mới khác với năm ngoái, có nghĩa là thêm ngoài những nguyên nhân năm ngoái các bạn học ra thì chúng ta có một số nguyên nhân thêm thì phải thuộc nhá, được không? Thuộc được không? Được ha. Đó là giảm, đây là tăng ha. Rồi cái xét nghiệm thứ hai đó là xét nghiệm albumin. Thì albumin ha, nó chiếm phần lớn trong protein toàn phần, cho nên là khi hàm lượng albumin thay đổi nó sẽ kéo theo hàm lượng protein toàn phần thay đổi. Sao cái này biết rồi,
các định lượng albumin trong máu là gì? Albumin trong huyết thanh tác dụng với sang hormone và hormone trong môi trường pH cộng 1.2 tạo thành một chất kháng màu. Thì đó là cái phương pháp chúng ta hay làm ha. Ngoài cái phương pháp chúng ta hay làm là phương pháp mà chúng ta xét nghiệm trong máu, chúng ta thực hành trên sàn thí nghiệm, chúng ta có một phương pháp để chúng ta điều trị, thì cái này nó sẽ làm với kháng thể dung dòng chặn albumin. Thì albumin máu dạng ha, thì đối với albumin cũng tương tự như là protein thành phần, các bạn phải biết là nó tăng giảm trong trường hợp nào. Thì năm ngoái là chúng ta thấy là chúng ta bình luận chung, đúng không? Protein bằng phần với albumin chúng ta bình luận chung, nhớ ạ. Tất cả những cái nguyên nhân mà nên, tại vì cái này giảm thì kéo theo cái kia giảm nên chúng ta bình luận chung. Nhưng mà năm nay chúng ta nên cách lên đây, bởi vì chúng ta biết hơn chí rồi, chúng ta được học nhiều hơn chí rồi, cho nên là nó sẽ cách lên đây. Cái nào, ví dụ các bệnh lý mà suy giảm chức năng gan thì đa số nó sẽ giảm nhiệt, giảm albumin. À, chúng ta sẽ tập trung vào albumin là nó liên quan đến các bệnh lý ở gan, protein hoàn toàn chưa chắc. Như vậy thì ngoài các bệnh lý ở gan, albumin còn giảm trong trường hợp nào? Thì chúng ta có một số trường hợp khác. Ngoài ra chúng ta có một bệnh lý bẩm sinh gọi là hội chứng albumin thấp, có thể là trong các trường hợp suy giảm chức năng gan hoặc các bệnh lý khác thì cái hàm lượng albumin nó giảm. Khi nó giảm thì nó sẽ gây ra triệu chứng gì ạ? Albumin mà giảm thì thường gây ra triệu chứng gì ạ? Hay gặp nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái bệnh lý bẩm sinh khác người ta gọi là hội chứng albumin thấp, có nghĩa là cái hàm lượng albumin khoảng 0.5 gram trên lít. Bình thường chúng ta thấy là albumin trong máu cao khoảng bao nhiêu ạ? Albumin trong máu bình thường khoảng bao nhiêu? 40-50 gram ha. Và cho các bệnh lý ở gan thường thấy là nó giảm được bao nhiêu? Khoảng mười mấy hay mấy là nó đã có triệu chứng rồi, đúng không ạ? Thì ở đây khi mà cái nồng độ nó rất thấp ha, có 0.5 thôi, thì ngoài những cái nguyên nhân mà chúng ta chỉ hay nghĩ đến thì các bạn đó là bệnh lý hội chứng albumin thấp. Chứ không có cái bệnh lý nào mà mắc phải ví dụ sơ gan hay hội chứng thận thương mà cái hàm lượng albumin nó giảm nhiều, đúng không? Thường nó mười mấy là nó đã triệu chứng nặng nề lắm rồi. Thì đây là một bệnh lý di truyền ha. Đột biến gen nằm trên một sắc tố của khối và là hội chứng albumin thấp. Điện di albumin thì tương tự giống như axit hồi nãy chúng ta nói ha, thì một loại albumin nó cũng sẽ hoạt động trong một cái môi trường thích hợp ha. Thì khi điện di albumin chúng ta sẽ có các loại thành phần ví dụ như là albumin này ha, globulin. Thì đối với globulin chúng ta có nhiều loại ha, đó là alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, beta globulin và gamma globulin. Thì cái này các bạn phải nhớ nhá. Khi điều trị albumin nó có những thành phần nào, bởi vì nó sẽ liên quan đến các bệnh lý khác nhau. Ví dụ trong các trường hợp viêm gan cấp ha, thì cái hàm lượng alpha 1, alpha 2 và globulin nó sẽ tăng. Nhưng mà viêm gan mạn thì cái gamma và globulin nó sẽ tăng. Hoặc là trong các trường hợp sơ gan thì ngoài việc albumin nó giảm thì cái gamma alpha 1, alpha 2, beta và gamma.
cái này nó sẽ liên quan đến các bệnh lý của phổi ha, bệnh lý khí phế thủng. Các bạn có nghe đến khí phế thủng không? Các học hô hấp là nghe nói rồi ha. Chúng ta có thường có chẩn đoán phân biệt với lại bệnh lý gì? Chắc mới học có thể nhớ. Thì cái alpha 1 antitrypsin này nó sẽ ngăn chặn sự phá hủy mô liên kết gây ra nhau NFT và phòng ngừa bạch cầu đường viêm. Khi nó tăng, khi cái hàm lượng alpha 1 antitrypsin nó tăng thì thường phải trong các trường hợp viêm gan hoặc là trong giai đoạn cuối của thai kỳ, giảm trong các trường hợp suy hô hấp, đa số là viêm gan sơ sinh, viêm tụy cấp hoặc là trong bệnh lý di truyền do bệnh lý liên chức hệ số 11. Ta nhớ một số bệnh lý ta hay gặp thôi, viêm gan trong giai đoạn cuối của thai kỳ, suy hô hấp cấp, bệnh lý di truyền. Thì đối với cái đột biến của antitrypsin thì nó sẽ có 75 hệ di truyền khác nhau. Thì chủ yếu người ta hay gặp các bệnh lý ở phổi là chủ yếu. Đây là khi phế thủng do elastin bị thay đổi, elastin hoặc là các bệnh lý ở gan như viêm gan, sơ gan. Xét nghiệm, đối với xét nghiệm cái alpha 1 antitrypsin này thì chúng ta có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là bằng kỹ thuật hóa miễn dịch đo được. Phương pháp thứ hai là bằng miễn dịch. Thì những cái phương pháp này thì nếu sau này bạn nào mà đi về xét nghiệm, chúng ta làm bác sĩ xét nghiệm á, thì chúng ta sẽ học sâu hơn về những này. Giá trị bình thường, yêu cầu các bạn phải nhớ được giá trị bình thường. Cái xét nghiệm thứ hai là alpha 2 macroglobulin. Tương tự như vậy ha, nó cũng là polyvectin. Và cái alpha 2 macroglobulin này nó được tổng hợp ở gan. Chức năng của nó là gì ha? Chức năng của nó là ức chế các enzyme của hệ kinin. Có nghe nói đến hệ kinin không? Học miễn dịch rồi ha, bổ thể ha, đông máu, phân hủy fibrin, vận chuyển các loại peptide nhỏ hơn, ví dụ như là cytokine chắc cũng quen đúng không, tham gia điều hòa đáp ứng miễn dịch và viêm, đó là chức năng của alpha 2 macroglobulin. Giá trị bình thường ha, các bạn phải nhớ nhé, tăng giảm các trường hợp nào phải biết. Kỹ thuật xét nghiệm thì tương tự như vậy, nó sẽ có hai kỹ thuật giống như là cái alpha 1 antitrypsin. Một là bằng kỹ thuật miễn dịch ha, nhưng còn lại là hóa miễn dịch đo độ đục, còn bây giờ là miễn dịch khuếch tán hay là đo tán xạ. Còn phương pháp thứ hai là phát miễn dịch. Rồi xét sang cái loại thứ tiếp theo, đó là xét nghiệm beta 2 microglobulin, còn lại là alpha 2. Thì tương tự như vậy, hai đó cũng là polyvectin, protein. Phương pháp nhiệt lượng của beta 2 microglobulin đó là nhờ phát tán phóng xạ hoặc là miễn dịch phát tán. Giá trị bình thường trong máu trong nước tiểu phải nhớ ha, có mấy cái chỉ số thôi, nên các bạn phải nhớ cái chỉ số bình thường của nó. Thì cái beta 2 microglobulin này thường nó hay có trên bề mặt các tế bào có nhân, ví dụ như là lympho B hoặc là các tế bào ung thư. Cho nên khi mà chúng ta định lượng một cái chất này nó cao trong máu thì thường nó sẽ liên quan đến các bệnh lý gì ạ? Ung thư, các bệnh lý đặc biệt. Xét nghiệm tiếp theo CRB ha. Quen không? Khi nào làm này? Trong trường hợp nào mà làm CRP? Khi ta nghi ngờ có phản ứng viêm
CRP này nó được tổng hợp của gan gồm 5 trường tư liên kết với nhau. CRP nó sẽ tăng cao trong các phản ứng viêm, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, stress viêm nhiễm chấn thương phẫu thuật. Thì cái nồng độ CRP nó sẽ tăng cao bắt đầu sau khoảng 6 đến 12 giờ và đạt nồng độ đỉnh sau khoảng 48 giờ. Mức độ tăng thì nó tùy thuộc vào cái độ tổn thương của mình. Ngoài CRP bình thường các bạn có thấy xét nghiệm CRP là khác nhau không? Có thấy không? Có ai thấy cái xét nghiệm HSCRP? Có thấy không? Như vậy thì cái troponin với cái HS troponin nó có gì khác nhau? Mà người ta phải làm hai cái. Có ai có thắc mắc về đó không? CRP, HS CRP, troponin HS troponin. Có ai thắc mắc là vì sao nó có cái đó? Về tìm hiểu ha. Rồi sau đến bài về tĩnh mạch vành chúng ta sẽ nói đến troponin, chúng ta sẽ nhắc lại cái này. Về tìm hiểu xem HSCRP với CRP, HS troponin với troponin nó khác nhau gì. Nhóm này nó có nhiều nhỉ? Mình phải về này. Rồi sau sẽ hỏi nhé. Về tìm hiểu xem nhé. Mình học hóa sinh lâm sàng mà phải áp dụng vào lâm sàng. Định lượng enzyme và định lượng cái CRP ha, thì bằng enzyme hoặc là bằng lượng phản xạ. Giá trị bình thường đó ha. Bình thường ta thấy trên lâm sàng thường hay thấy là âm tính hoặc dương tính ha, nhưng mà đó là định tính ha. Chúng ta có định lượng nhé, định lượng nó chính xác ha. Rồi thì protein của hệ thống bổ thể. Bổ thể là gì ha? Bổ thể là gì ha? Thế cái nào trong cơ thể chúng ta gọi là cái bổ thể nhỉ? Bổ thể nó ký hiệu là gì ha? C, ta có rất nhiều C ha, chia làm nhiều nhóm. C1, C2, C3, C4, C9, nhiều ha. À, nhớ về xem lại nhé. Thì hệ thống bộ thể có ít nhất 2 loại protein khác nhau chia làm 5 nhóm. Cái con đường hoạt hóa bộ thể chúng ta có bao nhiêu con đường ha? Đó là mục đích của hoạt hóa bộ thể là gì các bạn? Chứ bộ thể nó có chức năng để làm gì? Chứ hoạt hóa bộ thể xong để đó. Oxygen hóa. Rồi gì nữa? Tiêu diệt mầm bệnh, đúng không? Gì nữa? Nó tham gia vào phản ứng viêm ha. Khi chúng ta biết là khi chúng ta có một cái tổn thương nào đó nó xâm phẩy lên lớp viêm là cơ thể ta đang phản ứng, đó là phản ứng tốt chứ nha, không được xấu đâu. Thì đối với kháng thể bổ thể thì ở đây chúng ta quan tâm đến nồng độ C3C4. Thì C3C4 nó sẽ được định lượng bằng phương pháp miễn dịch đo được được bằng phương pháp miễn dịch hết nhé. Đã là kháng thể hay là bổ thể thì đa số nó sẽ là phương pháp miễn dịch chứ không còn phát xét nghiệm hóa sinh nữa. Thì giá trị bình thường của C3C4 các bạn phải thuộc nhé. Nó tăng giảm ha, trong trường hợp nào thì có một số bệnh lý hay gặp
thì chúng ta sẽ nhớ. Mà thôi không cần nhớ được thì cần nhớ ra chiếc bình thường đó. Vậy là được rồi. Mình nhớ bộ thể nó là cái gì, rồi con đường hoạt động bộ thể, chức năng của bộ thể là gì, mình nhớ. Đây là những cái kiến thức giống như là kiến thức thuần thức của bác sĩ vậy đó. Tiếp theo, kháng thể. Kháng thể nó phải cấu tạo từ ga acetamin ha. Còn mấy loại kháng thể hả? Cơ thể mình có mấy loại kháng thể? Đó là E. Cái nào hay gặp nhất? Cái nào nhiều nhất? Cái nào trong cơ thể là nhiều nhất? IgG. Thì trong năm cái này có gì đặc biệt không? À, trong năm loại kháng thể này thì chỉ có IgG qua đường nhau thai. Có nghĩa là hàng đường nhau thai, có nghĩa là từ mẹ sang con á. Chúng ta hay nói là trẻ em trong 6 tháng đầu nhận cái kháng thể từ mẹ á, thì thường là IgG. Còn cái một cái kháng thể khác nó không qua được đường nhau thai nha. Cho nên nói đến miễn dịch của trẻ em thì chúng ta chỉ nói đến IgG. Ta đi từ cái 1 IDD chiếm 70-73%. Đa số nó sẽ ngoài cạnh này. Có chức năng là gì ạ? Trung hòa độc tố, gắn kháng nguyên và hoạt hóa bộ thể. Cái chức bình thường, đại thuộc. Đúng chưa ạ? IDD đa dạng nó sẽ liên quan đến các bệnh lý đường gan, collagen hay là nhiễm khuẩn hoặc là. Rồi. Tiếp theo IDA, IDA thì nó có trong các dịch tiết ha, nước mắt, nước bọt, hoặc dịch ruột. Cho nên nó giúp cơ thể bảo vệ cơ thể, bề mặt cơ thể ha, khỏi sự tác dụng của vi khuẩn. Giá trị bình thường của IDA. IDM. Đây là kháng thể đầu tiên được sản xuất trong quá trình miễn dịch. Như vậy thì các bạn thấy là IDM nó sẽ không có sẵn trong cơ thể chúng ta. Không có sẵn mà nó chỉ được tạo ra khi nào? Học miễn dịch rồi mà. Ví dụ IDD, IDA nó có sẵn ha? Nhưng mà đối với IDM thì nó không có sẵn. Nó chỉ được tạo ra khi nào? Khi có kháng nguyên thì nó sẽ tạo ra. Các bạn biết rồi, khi chúng ta tiếp xúc với kháng nguyên cơ thể chúng ta sẽ tạo ra kháng thể ha? Như vậy thì cái nhiều loại kháng thể nó được tạo thành là cái IDM nó sẽ được tạo thành sớm nhất. Đó chỉ mình không được phải nhớ IDE và IDD. Như vậy thì cái này chỉ thực tế rất là ít ha. Giá trị bình thường nhá. Đối với IDE thì nó sẽ liên quan đến các phản ứng dị ứng. Ví dụ như là chúng ta dị ứng thuốc hay là dị ứng mỹ phẩm ha, hay dị ứng cái gì đó thì thường khi người ta xét nghiệm thì cái IDE nó sẽ tăng cao nhất trong tất cả các loại kháng thể ha. Còn IDD thì một số khi liên quan đến bộ thể là nó là kháng thể và nó liên quan đến các bệnh lý suy giảm miễn dịch ha. Cơ thể ta không đủ kháng thể để chống lại các bệnh lý này nha. Thì chúng ta có suy giảm miễn dịch mắc phải nha. Suy giảm miễn dịch bẩm sinh di truyền và suy giảm miễn dịch do giảm kháng thể, giảm sản xuất kháng thể và giảm đáp ứng miễn dịch tế bào. Ta có ba nhóm. Thì chúng ta phải biết nguyên nhân là gì ha. Những suy giảm miễn dịch mắc phải ha, di truyền là do giảm cái đáp ứng miễn dịch tế bào. Một số bệnh lý khác ha, đấy là giảm nhé, bây giờ tăng. Thì ta
ra dòng, người ta thấy là IDD nó sẽ tăng trong các trường hợp bệnh lý đột quỵ. Có biết bệnh lý đột quỵ là bệnh lý nào không? Bệnh lý nào được gọi bệnh lý đột quỵ? Lupus ban đỏ gì nữa? Cái không dạng thấp gì nữa? Chúng ta hay rất hay gặp gì nữa hả? Hả? Cái gì ạ? Nó sơ minh có phải bệnh lý đột quỵ không nhỉ? Đó là ung thư. Ung thư dòng bạch cầu màu trắng á, các bạn thấy màu trắng đó. Bệnh lý gì nữa ha? Bệnh nến, các bạn nghe nói bệnh nến đó. Ừ, đó là các bệnh lý đột quỵ. Ung thư ban đỏ ha, khi nào mà thấy nó hồng ban cánh bướm ha là nghi ung thư ban đỏ. IDA nó sẽ tăng trong các trường hợp nhiễm khuẩn ở da, ha, bề mặt niêm mạc, niêm mạc ruột ha. IDE nó sẽ tăng trong cái giai đoạn đầu của quá trình nhiễm khuẩn hoặc là ký sinh trùng. Còn IDE nó sẽ tăng trong các trường hợp dị ứng hoặc là các bệnh lý như tràn, viêm da, eczema là tràn. Em là dị ứng nhá, em với quả là một trong dị ứng. Em có chế dị ứng. Với bạn tổng hợp có thể đơn dòng ha. Các bệnh lý ác tính dòng xương và các bạn có biết xương vào là do cái gì biến hóa thành xương vào? Ừ, đi chị đấy. Xét nghiệm, đối với xét nghiệm kháng thể thì chúng ta có ba phương pháp ha, đó là chẩn đoán miễn dịch, kỹ thuật đo nồng độ miễn dịch hay quyết tán miễn dịch và kỹ thuật điện di và đo tỉ trọng. Thì chúng ta chỉ biết thôi, biết tên thôi, còn cơ chế không cần. Tại chúng ta có làm được đâu, chỉ có các trung tâm xét nghiệm lớn mà họ mới làm được. Rồi cái này chúng ta làm được này. Cái này là cái gì? Hỏi cái này không biết là đi về luôn. Enzyme transamina là gì ạ? Là ở Việt Nam học chưa hả? Rồi ha. Chắc là biết nhiều rồi ha. Có ở tim, ở gan ha. Hàm lượng enzyme này nó sẽ tăng trong 8 giờ đầu khi tế bào bị tổn thương, đạt đến sau khoảng 24 đến 36 giờ và trở về bình thường trong khoảng 3 đến 7 giờ. Khi các tổn thương mạng tính ha thì nó sẽ kéo dài lâu hơn. Ví dụ như viêm thanh mạng hoặc là các trường hợp là sơ gan, giao lượng chẳng hạn. Thì cái enzyme này nó giúp tăng cho các phản ứng chuyển vận chuyển của amin á. Thì chúng ta có hai cái acid amin đặc trưng của hai cái enzyme này. Hai acid amin đặc hiệu hơn luôn đó là gì? Alanin và acid aspartic. Alanin là cái ALT, còn bên kia là cái AST, acid aspartic, AST, hay là DOT với DPT ha, thì chúng ta quen thuộc thế nào thì nhưng mà phải đọc cho đúng nhá. DOT là chúng ta đọc theo tên enzyme xúc tác ha, còn ALT, AST là chúng ta đọc theo tên cơ chất. Cơ chất của chúng ta là alanin là acid aspartic. Rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn hai cái này, phát hiện đúng là DPT là của AST, còn DOT là của ALT. Những cái phản ứng này chúng ta học rồi ha, ai quên về xem lại. Nếu rồi thì khi mà chúng ta định lượng cái enzyme này á, thì thường chúng ta sẽ định lượng bằng phương pháp đo tập hợp enzyme. Có nghĩa là khi mà giống như năm ngoái chúng ta làm á, là chúng ta sẽ cho cái này ta dùng được cái này, xong rồi sau một thời gian chúng ta đo thì chúng ta sẽ đo nó ở đồng ruộng để có nghĩa là kết quả cuối cùng. Nhưng mà đối với cái enzyme men gan này thì chúng ta sẽ phải đo ở nhiều thời điểm khác nhau, bởi vì nó sẽ chạy, nó không có điểm cuối cùng.
nó không có đồng bộ được, cho nên chúng ta sẽ đo ở nhiều thứ khác nhau và chúng ta chia cho mình ra cộng ra thì gọi là phương pháp đo động học engine. Cho nên người ta không gọi là nồng độ mà người ta gọi là hoạt độ. Ví dụ giá trị bình thường của những cái chất khác ha, thì người ta gọi là nồng độ bình thường ha, nhưng mà riêng với cái men gan thì người ta gọi là hoạt độ, có nghĩa là cái nói chung là nó bị thay đổi ha, nó không có cố định, nó không có điểm dừng, cái phản ứng nó cứ chạy ra mãi vậy đó, nó không có đạt nồng độ định ha. Nên chúng ta phải đo nhiều đồng bình khác nhau. Thì bình thường nó sẽ dưới 40 đơn vị trên lít. Trong một số bệnh lý liên quan đến hủy hoại tế bào gan thì nó sẽ tăng rất là cao ha, và trong trường hợp viêm gan cấp do virus nó có thể tăng lên cả ngàn. Rồi xét nghiệm tiếp theo creatinin, quen không? Cái này chắc không cần phải nói nữa ha. Nó tăng giảm trong trường hợp nào bắt buộc thì chưa? Đây là xét nghiệm chức năng thận rất quan trọng. Nguyên tắc phản ứng ha, creatinin tác dụng với axit lipid trong môi trường hiện tại chất chất có màu ha. Giá trị bình thường ha, thì cái này là thay đổi của miligan trên lít. Trên lâm sàng ta hay thấy là min của đồng bọn trên lít. Thay đổi sinh lý này thì nói rồi ha, nó sẽ phụ thêm giới. Thay đổi bệnh lý thì nó hóa khoa học á, là nó các bệnh lý ở thận ha, ví dụ suy giảm chức năng thận đúng không ạ, thì nó sẽ tăng này đi kia. Bây giờ chúng ta lớn hơn cho nên chúng ta chia ra trước thận, phải thận và sau thận, nó sẽ có các bệnh lý liên quan. Thì cái này về nhà học bài tập về nhà. Trong các trường hợp suy thận nặng ha, thì hàm lượng creatinin nó sẽ tăng rất là chậm và nó sẽ kéo theo là hội chứng ure huyết cao. Tại sao ure trong trường hợp này ure huyết nó sẽ cao? Trong các trường hợp suy thận nặng, tại sao ure máu lại cao? Đây phải giải thích trường nha. Bởi vì sao? Một số bệnh lý khác ha, ví dụ bệnh lý nội tiết ha, đau tủy ha, cầm nhau thuốc nó cũng ảnh hưởng đến chức năng thận. Ví dụ như là aminoglycosid hay không chết xác. Học dược lý nhớ để ý mấy cái này ha. Năm nay là mình học dược lý rồi đúng không? Thì cô bảo năm nay mình học đúng không? Xét nghiệm tiếp theo ure quen không? Quá quen. Nguồn gốc ure là gì phải nhớ ha. Nó là sản phẩm chuyển hóa tiếp theo từ NH3 và nó đào thải chủ yếu qua thận. Xét nghiệm ure, nguyên tắc định lượng ure là cái gì nhớ không? Về xét là ure thì phân ha, như tác dụng của enzyme sau đó NH4 nó sẽ tiếp tục tham gia vào ứng liên quan đến enzyme glutamate dehydrogenase. Chúng ta sẽ đo sự giảm của NADH. Giá trị bình thường ngoài ure ra ha, trong một số trường hợp chúng ta có thể có thêm xét nghiệm lung. Các bạn có nghe nói đến xét nghiệm này không? Thế nó là cái gì đó? Giá trị bình thường à, thay
thay đổi sinh lý ha, tại vì chúng ta thấy là u đê nó sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn của mất ha, cho nên nó sẽ thay đổi, nó không giống như cờ lề là nó cố định ha. Tăng giảm trong trường hợp nào ha, thì cái này cũng học rồi luôn, đúng nhỉ? U đê tăng trường hợp nào, khi nào thì u đê máu tăng nhỉ? Liên quan đến các bệnh lý thận nó gây suy giảm chức năng thận nên nó tăng. Ngoài ra nó còn có một loại các nguyên nhân khác. Dạ, năm ngoái chỉ cần biết suy thận thôi. Đó, năm nay phải biết này. Năm nay đi suy thận thôi là điểm không có được bao nhiêu nữa. Năm ngoái chỉ cần đi suy thận có thể được. Năm nay khác rồi. Giảm trong trường hợp nào? U đê giảm trong trường hợp nào? Khi nào u đê máu giảm? Khi nào u đê máu nhẹ? Như vậy các bạn biết u đê nó được tạo ra từ đâu? Đúng không? U đê được tạo ra từ đâu? Từ đâu? U đê được tạo ra từ gì? Rồi nó thắt ra. À, như vậy nguyên nhân nào làm giảm u đê biết chưa? Khi? Và khi u đê máu giảm thì nó sẽ kèm theo NH3 tăng. Và khi NH3 nó tăng nhiều quá nó sẽ gây ngộ độc, với lại nhiễm độc NH3. Khi nếu mà ngộ độc NH3 nó có biểu hiện gì ạ? Hôn mê, cho hội chứng não gan, nhiễm não gan. Đó, biết rồi ha. Yeah. Này cho sinh lý bạn phải giải thích rất là rõ ràng trong nội khó luôn. Khi hàm lượng NH3 quá cao thì nó sẽ gây nhiễm độc hệ thống thần kinh, gây ra các bệnh lý não gan, có thể là lún lẫn, mất phương hướng nhìn mũi và thậm chí có thể hôn mê và tử vong. Như vậy NH3 trong máu tăng trong trường hợp nào và giảm trong trường hợp nào? Có phải nhớ không? Nhớ ha. Năm ngoái chúng ta không đề cập đến NH3 nhưng mà năm nay chúng ta sẽ đề cập đến NH3. Thêm xíu thôi, còn các bệnh lý mà liên quan đến u đê và đề chúng ta học rồi, có gì khó đâu. Thì đối với NH3 khi chúng ta xét nghiệm máu thì thường là trong máu tĩnh mạch nó sẽ không chính xác bằng trong máu động mạch ha. Thì cái đồng hồ NH3 nó sẽ được phản ứng chính xác hơn trong máu. Rồi. Như vậy thì đối với các xét nghiệm của hệ thống, đối với trong cái bài acid amin và protein ha, thì chúng ta lưu ý những gì ha? Cần lưu ý những gì ha? Nhắc lại được không? Bài đến đây là hết rồi đấy, chúng ta tổng kết lại. Cần phải nhớ gì nhỉ? Đối với nhớ hết đâu, có phải nhớ hết đâu. Đối với acid amin thì chúng ta lưu ý bài lý penicillin công điệu, coi thử nó là gì, đột biến trên dây nào nha. Và cái enzyme tham gia phản ứng chuyển adenine alanine thành tyrosine nó là gì, ok không? Được ha. Đối với protein thì chúng ta có trách nhiệm về cái gì ạ? Protein toàn phần rồi. Cái thứ hai, cái thứ ba, globulin. Cái thứ tư, cái gì? CRB. Tiếp theo, creatinine. Tiếp theo, ure. Tiếp theo, NH3. Tiếp theo, ul là nó nằm trong ure rồi. Cái đó là thể lương như bổ thể, kháng thể. À, có 9 cái thôi. Đúng chưa? Có 9 cái thôi. Nên về nhà chịu khó học. Có mấy cái à vậy không? Mình tất cầm nhớ cái nguyên tắc. Nguyên tắc định lượng của cái gì ha? Cái gì học rồi
nguyên tắc định lượng creatinine, nguyên tắc định lượng ure, nguyên tắc định lượng gì nữa này, albumin á, cái gì học rồi thì hỏi còn không không rồi có ai hỏi gì nữa không, không hỏi gì nữa.